Con biết ơn Ngài, một năm đã trôi qua. Con cảm ơn Cha, bao thăng trầm cũng qua. Trân trọng kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Xin trân trọng kính chào đầy tớ của Chúa, hết thảy quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh của Chúa tại Tân Thành Đông. Và sáng nay chúng tôi đến đây và thấy rằng quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh về phương diện cơ sở, trang trí nội thất, vân vân, Hội Thánh đang có một bước chuyển rất mới. Và nhìn về một năm mới, tôi nghĩ quý ông bà anh chị em và con dân Chúa ở đây đang có một niềm hy vọng để hướng về trong tương lai. Mong rằng những gì chúng ta đã làm, những gì cô Trà My đã cầu nguyện sẽ trở thành hiện thực và tiếp tục thể hiện cho con dân của Chúa tại đây, để chúng ta có cớ lớn cảm tạ ơn Chúa. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em một câu hỏi ở đây. Chắc chắn sau Giáng sinh, chúng ta bước vào những ngày cuối năm âm lịch, rồi đầu năm mới dương lịch. Chỉ còn có 3 tuần lễ nữa là chúng ta đến ngày Tết Nguyên Đán. Ngoài chuyện chúng ta mua vé tàu để đi về quê đoàn tụ với gia đình ăn Tết, ai trong ông bà anh chị em đang có nhiều niềm ước mơ, hy vọng một năm mới mình có nhiều điều mới, từ trong phương diện thuộc thể đến phương diện thuộc linh, xin đưa tay cho biết. Dạ, rất nhiều người mong ước mình có nhiều điều mới. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết, con người có thể nhịn thở trong 3 phút, nhịn uống trong 3 ngày, nhịn ăn trong 3 tuần, nhưng không thể sống một giây mà không có hy vọng thật. Một nhân vật khá nổi tiếng trên thế giới đó là ông Thomas Lipton. Ông vốn là một người Anh và là một vận động viên đua thuyền. Ông trở nên nhà vô địch của nước Anh về môn đua thuyền. Chẳng những dừng lại ở đó mà ông còn tham gia những cuộc thi đua thuyền liên lục địa. Và một ngày kia ông đã tới nước Mỹ để đua thuyền và ông cũng đã đạt được chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên một thời gian sau đó, trước khi ông qua đời, Thomas Lipton đã phát biểu như thế này: "Tôi từ bỏ tất cả những kỳ vọng vào sản nghiệp vật chất lẫn huân chương mà tôi đã giành được. Bởi vì chỉ có một điều mà tôi không đạt được, đó là niềm hy vọng vào nước trời và sự sống đời đời. Tất cả những huân chương, tất cả những kỳ vọng mà tôi đã đạt được, nó chỉ là điều đáng bỏ đi. Vì có một điều mà tôi không đạt được, đó là niềm hy vọng vào nước trời và sự sống đời đời." Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, niềm hy vọng con người mình sống kỳ vọng ước mơ lẫn cả những điều mình đạt được ở tại giữa trần gian này, nó có thể đem lại cho chúng ta một chút hạnh phúc, một số những điều vinh quang, nhưng kỳ thực niềm hy vọng mà chúng ta đạt được đó, nó không phải là niềm hy vọng sống như niềm hy vọng mà Thánh Kinh đề cập. Bởi vì hy vọng đến, hy vọng cũng dễ dàng tan vỡ. Và hôm nay hy vọng, nhưng ngày mai sẽ là đổ vỡ, là thất vọng. Nhưng hy vọng sống mà Thánh Kinh được chính Chúa Giêsu công bố cho chúng ta ở đây thì nó có một ý nghĩa khác. Hy vọng sống không phải là một niềm hy vọng bởi kích thích do tư tưởng, do những cảm xúc, mà chúng ta có một động lực nào đó để có thể bước tới trong cuộc sống. Nhưng thực tế, niềm hy vọng đó không có ý nghĩa đích thực. Niềm hy vọng sống ở trong Chúa đó là niềm hy vọng có một mầm sống của phúc âm.
Niềm hy vọng sống trong Chúa là niềm hy vọng có quyền năng siêu nhiên từ nơi Đức Chúa Trời để đem lại cho chúng ta niềm hy vọng một cách thực tiễn. Đồng thời, niềm hy vọng sống đó nó không phải chỉ có ở trong trí, nó không phải chỉ ở trong cảm xúc ước mơ, mà niềm hy vọng đó mỗi một ngày vận hành sống động ở bên trong chúng ta, phát triển mạnh mẽ càng hơn theo thời gian mà chúng ta càng ngày càng đi tới để có thể chạm đến đích. Cho nên trong một năm mới, ước ao quý ông bà anh chị em, chúng ta có niềm hy vọng để hướng về tương lai. Nhưng đó không phải là niềm hy vọng của con người, của bối cảnh, của vật chất cung cấp, mà chúng ta sẽ có một niềm hy vọng sống động, thực tiễn, liên tục phát triển ở trong chính Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 đến câu 5 cung cấp cho tôi và quý ông bà anh chị em 3 yếu tố. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 đến câu 5 cung cấp cho chúng ta 3 yếu tố để tạo nên một niềm hy vọng sống ở trong tôi, trong quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta rà soát xem lời của Chúa dạy cho mình 3 yếu tố nào để chúng ta trở nên một người có đầy đủ 3 yếu tố đó và thực sự trải nghiệm niềm hy vọng sống của một người thuộc về Chúa. Thứ nhất, lời Chúa dạy cho chúng ta trong câu 3: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng yêu thương cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, hay là có hy vọng sống. Yếu tố đầu tiên để tôi và quý ông bà anh chị em có niềm hy vọng sống, đó là chúng ta có một nền tảng, mà nền tảng đó đến từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đang dạy cho chúng ta ở đây rằng phải chúc tụng Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài, và nhờ Ngài chúng ta được tái sanh để có được một niềm hy vọng nhờ sự sống lại từ trong kẻ chết của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên qua đó chúng ta thấy có mấy điều mà niềm hy vọng chúng ta xây dựng một nền tảng vững chắc ở trong Chúa. Thứ nhất, đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng một tình yêu rất đặc biệt. Ở trong dịp Giáng sinh vừa qua, ông bà anh chị em cũng đã đề cập đến điều này, nhưng tôi muốn nhắc lại ở đây: Đức Chúa Trời là nguồn của sự thương xót. Thánh Kinh chép cho chúng ta sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ được lập đến đời đời trên các tầng trời. Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín của Ngài. Và tình yêu, lòng thương xót từ nơi Chúa đó khiến cho tôi và quý ông bà anh chị em rờ chạm được một tình yêu mà Chúa yêu chúng ta cho đến đời đời. Tình yêu đó Ngài phó con một của Ngài để chúng ta được cứu. Và tình yêu đó đem tôi với quý ông bà anh chị em đến với một trải nghiệm khi có Chúa Giêsu trong cuộc đời, đó là sự sống đời đời. Nghĩa là chúng ta sống động một cách ý nghĩa ngay tại trần gian này và bảo đảm cho tương lai bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy, một người ở trong Chúa Giêsu, dầu trong hoàn cảnh thế nào, nhìn về tương lai, chúng ta là một người biết rằng có Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đang ở bên cạnh chúng ta, và lòng thương xót của Chúa bày tỏ cho từng người để ông bà anh chị em và tôi thấy rằng tình yêu đó phủ lúc chúng ta, không bao giờ vơi cạn, không bao giờ đổi thay, để tôi quý ông bà anh chị em sống mỗi một ngày có được niềm hy vọng vững chãi, và đồng thời đó là niềm hy vọng sống đang vận hành ở bên trong cuộc đời của chúng ta ngay trên đất. Yếu tố thứ hai từ nơi Chúa Giêsu, hay là nền tảng của Đức Chúa Trời, đó là sự sống lại của Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô đã từng đề cập cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20. Ông nói lên một câu đầy tính hùng biện, và nó nói lên một thực sự
chua chát nếu chúng ta không trải nghiệm được sự sống của Đấng Christ. Ông nói rằng nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết thì những người Cơ Đốc là những người thảm thương hơn hết. Ông dùng trong bản dịch này là khốn nạn hơn hết. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ không có một cứu Chúa, chúng ta không có một tin lành quyền năng, và chúng ta cũng chẳng có một cái gì để có thể nhìn về tương lai, mà sẽ sống ở trong triền miên của thất vọng và chết chóc. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi quý ông bà anh chị em là những con người, chúng ta vẫn phạm tội. Chúng ta có những lúc mình sống trong ô uế bất toàn, cũng chẳng phải là những dòng dõi quý tộc đạo đức. Vậy mà Chúa đã yêu tìm chúng ta, cho nên chúng ta có được một cứu Chúa. Chẳng những Chúa giáng sinh vào đời, mà Chúa giáng sinh trong lòng của chúng ta. Chúa sống lại từ trong kẻ chết để có thể bảo đảm cho chúng ta về quyền năng cứu rỗi. Vì Chúa Giêsu là một con người thật, và con người thật đó Chúa nếm trải sự sống, sự chết, cho nên Chúa đã trải qua sự chết. Chết không phải vì tội lỗi của Chúa, mà chết để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời thật, cho nên Ngài đã sống lại từ kẻ chết, mà Thánh Kinh mô tả Ngài bứt đứt dây trói của sự chết, chiến thắng âm phủ. Và chính sự chiến thắng của Chúa Giêsu đó bảo đảm sự cứu rỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em. Giống như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 đã xác định, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Sự đắc thắng sự chết, sống lại từ trong kẻ chết vô tiền khoáng hậu của chính Chúa Giêsu đã bảo đảm cho tôi và quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa, chắc chắn chúng ta có một sự trông cậy hay là niềm hy vọng vững chãi sống động ngay khi ở trên đất này. Yếu tố thứ ba ở trong nền tảng của Đức Chúa Trời đó là chúng ta kinh nghiệm được sự biến đổi nên mới. Tái sanh là điều kiện để cho người theo Chúa được hưởng nước Đức Chúa Trời. Như ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 3 đã nói, nếu chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Và tái sanh cũng là điều kiện bảo đảm cho tôi và quý ông bà anh chị em được sống động ở trong Chúa. Một câu kinh thánh khác quen thuộc mà quý ông bà anh chị em đã biết đó là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vậy ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều đã trở nên mới, hay là đều được nên mới. Ngày nay ở giữa một thế giới xấu xa, biết bao nhiêu người họ tuyệt vọng trong tội lỗi, triền miên trong tội lỗi, muốn khắc phục những nghiện ngập, muốn khắc phục những thói hư tật xấu của mình nhưng vẫn không thể được. Thì chúng ta là người có Chúa Giêsu Christ, có Thánh Linh của Chúa ngự ở bên trong, cho nên chúng ta đã trải nghiệm được như lời của Chúa đã phán, đó là khi bất kỳ nơi nào có một người ở trong Chúa Giêsu và Chúa ở trong họ, họ kinh nghiệm sự biến đổi để có thể trở nên mới. Và vẫn công việc đó, vẫn môi trường sinh sống đó, nhưng con người này thích nghi với nếp sống thánh để bắt đầu trải nghiệm sự sống của Chúa từ bên trong và đem hy vọng đến cho một con người đã từng miệt mài ở trong tội lỗi, ở trong tuyệt vọng, ở trong xấu xa, mất niềm tin. Và bây giờ niềm tin đó tràn ngập ở trong cuộc đời của một người có Chúa Giêsu. Cho nên qua ba dấu hiệu này, tình yêu của Chúa, đắc thắng sự chết của Chúa Giêsu, quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu đã làm cho tôi và quý ông bà anh chị em tin cậy được rằng tôi đang sống trong Đấng Christ. Ngày mai của tôi, năm mới của tôi cũng là những ngày thuộc về Đấng đầy sự vinh hiển đắc thắng đó, cho nên tôi được bảo đảm niềm hy vọng để bước tới và bước tới mỗi ngày.
Yếu tố thứ hai để chúng ta có được niềm hy vọng sống đó là có một cơ nghiệp vững bền. Ở trong câu 4, lời Chúa dạy cho chúng ta: hưởng cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Sứ đồ Phêrô mô tả cho chúng ta về phẩm chất tuyệt hảo của cơ nghiệp hy vọng sống bằng ba tỉnh từ. Câu kinh thánh này nói rằng không hư, không hư đi. Chữ không hư đi này có nghĩa là nó không hề bao giờ bị hủy hoại, không thể bị tàn phá được. Tính từ thứ hai, ông nói là không có ô uế, có nghĩa là tinh khiết, tinh rồng, không hề có một sự pha tạp lẫn lộn làm cho kém phẩm chất. Tính từ thứ ba ông nói ở đây, đó là không có suy tàn, nghĩa là nó có sự đẹp đẽ, không bao giờ tàn phai. Cho nên một người đặt niềm tin, hy vọng nơi Chúa là một người nhận được một cơ nghiệp, và cơ nghiệp đó là một cơ nghiệp tinh tuyền, đẹp đẽ, không bao giờ bị tàn phai hay là hủy hoại, bởi nó đã được sống sẵn từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời. Trong những ngày vừa qua, ông bà anh chị em, có lúc chúng ta thất nghiệp, nghỉ việc, có lúc chúng ta đổi công việc, mất đi thu nhập, vân vân. Ông bà anh chị em có thấy cơ nghiệp, gia sản của mình nó cạn đi không? Đang có chừng 200 triệu, thất nghiệp, chi dùng vợ chồng con cái gì đó, một tháng hết mười mấy 20 triệu, chừng cỡ 6 tháng là mình thấy mình vơi đi tới mấy trăm rồi phải không? 60-70 là mình thấy là chơi với rồi. Nhưng mà nếu ông bà anh chị em, dẫu mình có mất việc nhưng mà gia sản của mình vẫn không hao hụt đi, thì quý vị có thấy lo lắng gì không? Bởi vì nó có một sự an toàn. Dầu rằng trước mắt mình thất nghiệp, mình không đi làm được, mình không có thu nhập, nhưng mà gia sản của mình được bảo đảm, không vơi đi, không có mất mát, không có bị mất đi giá trị. Đó là điều chúng ta an tâm. Về một phương diện xác thể, chắc chắn con người của chúng ta ai nấy rồi cũng không sống đời, nhưng mà chúng ta phải có một ngày kết thúc ở trên đất. Về một phương diện nào đó, mọi cơ nghiệp của tôi với quý ông bà anh chị em, mình kiến tạo bằng vật chất, dành dụm từng đồng, rồi chúng ta lên đến hàng tỷ, hàng chục tỷ, vân vân. Nhưng mà rồi cũng sẽ có một ngày không còn lại trong tay của chúng ta một đồng nào. Ở đây có ai tính toán rằng sau khi mà tim ngừng đập, máu ngừng chảy, mình sẽ dặn chồng, dặn vợ, dặn con, trước khi tôi ra đi là phải để cho một nắm tiền hay là chừng vài chục cây vàng trong tay để chôn theo không? Không ai làm như vậy, phải không? Và chúng ta có tích lũy như thế nào thì gia sản đó nó cũng không còn. Ngay cả gia sản về tinh thần, chúng ta dựa vào gia tộc của chúng ta, chúng ta dựa vào người này, người kia, thế lực này, thế lực nọ, thì tất cả mọi gia sản tinh thần đó cũng không có bền vững. Bởi vì rồi sẽ đến một lúc suy sụp, mất mát, đổ vỡ, và con người chuyển từ trạng thái hy vọng qua lo âu, qua thất vọng, và thậm chí sa vào trong tình trạng khủng hoảng. Nhưng về phương diện thuộc linh, ở trong sự toàn hảo và chủ tể của Đức Chúa Trời, Chúa có dự liệu cho tôi, cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta trở nên những con trai, con gái của Chúa, nhận được một đặc quyền kế nghiệp gia sản. Và gia sản đó là một gia sản mà Sứ đồ Phêrô liệt kê cho chúng ta. Tôi liệt kê lại đây ít nữa là năm tính chất
mà chúng ta được một gia sản ở trong Chúa. Có thể không phải là tiền bạc, không phải là đô la, không phải là xe hơi nhà lầu, nhưng mà năm tính chất này ở trong Đấng Christ, tôi với quý ông bà anh chị em hoàn toàn được bảo đảm một cách lạ lùng. Gia sản đó, thứ nhất không bao giờ bị hư hoại, thứ hai hết sức là tinh tuyền, thánh khiết, không hề có sự pha lẫn làm cho mất giá trị, thứ ba là đẹp đẽ, thứ tư là bền vững đời đời, và thứ năm hơn hết tất cả mọi gia sản đó không phải con người, không phải chính chúng ta tạo dựng, mà là do chính Chúa sắm sẵn. Tuy nhiên, ở trong câu thứ 6 nói cho chúng ta, anh em còn phải chịu nhiều đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàng thử thách. Có nghĩa rằng trong cuộc sống của tôi với quý ông bà anh chị em hiện nay, chúng ta phải đối diện với những thách thức. Và những thách thức khó khăn đó, nó như chúng ta dễ dao động, dễ mất đi niềm hy vọng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cốt lõi của vấn đề, ông bà anh chị em sẽ thấy rằng song song những thử thách sẽ đến, thì bao giờ nó cũng có những bài học để chúng ta biến những hoàn cảnh xảy ra trước mắt đó thành trường tôi luyện của Đấng Christ, và chúng ta rút ra cho mình những bài học, những tinh túy, những giá trị của đức tin, và làm cho niềm hy vọng chúng ta ngày càng tăng trưởng. Bởi vì ngay trong hoàn cảnh thử thách đó, người ta gọi là hoạn nạn, người ta gọi là khủng hoảng đó, thì tôi với quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng đức tin của mình có cơ hội để biểu lộ một cách rõ nét hơn. Giữa những khủng hoảng, chúng ta có thời giờ ngồi lại riêng tư, suy gẫm xem đức tin của mình vững vàng hay là chập chờn, theo Chúa một cách kháng khít hay là xa xa, theo Chúa vì tình cảm, vì yếu tố này yếu tố kia, hay là mình sắt son với Chúa. Ngay trong những hoạn nạn sẽ làm cho đức tin, niềm hy vọng của mình mạnh mẽ hơn. Bởi vì chúng ta đang ở ngay trong con đường hầm, nhưng vẫn nhìn thấy được ánh sáng của cuối con đường hầm, làm cho chúng ta vững mạnh, tinh tuyền càng hơn, và nâng lên giá trị của niềm tin, của niềm hy vọng, như ở trong câu 3 cho đến câu 8 đã nói cho chúng ta. Đức tin của anh em sẽ đem lại sự ca ngợi, vinh quang, tôn trọng cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Ở giữa mọi nghịch cảnh, ông bà anh chị em và tôi có thể có những tiếng thở dài, có những nước mắt, nhưng ở đó chúng ta trở nên một người có cơ hội bày tỏ để mình có một niềm tin, một hy vọng sống giống Chúa Giêsu. Trong những ngày đại dịch Covid xảy ra, báo chí thế giới đã đề cập cho chúng ta đến một nhân vật có tên là Lý Văn Lượng. Ông là một bác sĩ ở tại Vũ Hán của Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 2019, thì trong phòng thí nghiệm của ông đã khám phá được có một loại virus. Và virus này là virus nó giống như là viêm phổi vậy đó. Và khi ông công bố điều đó ra, thì chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ đã bắt ông và tạm giam. Bởi vì ông bác sĩ Lý Văn Lượng này là người tuyên truyền tin đồn thất thiệt. Nhưng chỉ có 2 tháng sau đó, là vào tháng 2 năm 2020, thì cơn dịch corona bùng phát. Và điểm đầu tiên là ở tại Vũ Hán. Và ngay khi cơn dịch cao trào ở tại Vũ Hán, thì người ta thả bác sĩ Lý Văn Lượng này ra và sử dụng ông vào trong công tác chống dịch. Ông chấp nhận những rủi ro, ông chấp nhận mất những danh tiếng và cả sức khỏe mình để có thể tiếp tục chăm sóc các bệnh nhân. Và rồi ông đã chăm sóc các bệnh nhân lúc bấy giờ cho đến khi ông bị lây nhiễm và ông qua đời vào lúc 2 giờ 58 phút sáng ngày 7 tháng 2 năm 2020 ở tuổi 34. Nhưng báo chí đã nhận xét như thế này: thật là một di sản để lại giống như cứu Chúa Giêsu
cho những con người Vũ Hán đang bị tổn thương trong thời kỳ khủng hoảng lúc bây giờ. Là một người có niềm hy vọng ở trong Chúa, không chỉ sống riêng cho mình, nhưng ông đã đầy tràn niềm tin, sự chân thật, yêu thương mọi người và tận hiến cuộc đời mình trong niềm hy vọng đó để giúp cho mọi con người xung quanh. Và ông đã ra đi giống như một sứ đồ. Ông đã ra đi trong người tận trung, và mọi người nhìn thấy rằng đây là một cuộc đời giống cứu Chúa Giêsu. Và rồi một người hy vọng ở trong Chúa, tôi với quý ông bà anh chị em sẽ có những giây phút thử thách hoạn nạn ập đến, nhưng không vì cớ đó chúng ta chao đảo hoặc là ngập chìm ở trong sự bối rối bất an. Nhưng tất cả những khủng hoảng chết chóc đó nó đến, nó chỉ một chốc lát, một thời gian ngắn, nhưng chúng ta nhìn một cái nhìn thuộc linh đầy tràn đức tin để nhìn về ngày mai ở trong niềm hy vọng. Và niềm hy vọng sẽ cho chúng ta rút ra được những tinh túy giá trị ngay trong những cơn khủng hoảng đó. Và niềm tin chúng ta càng ngày càng lớn mạnh trong Chúa, bởi rờ chạm được việc Chúa làm trên cuộc sống của mình và cho thế giới xung quanh. Điều thứ ba, chúng ta có được niềm hy vọng sống, đó là chúng ta được bảo đảm bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ 5, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Ở đây, trong thực tế, con cái của Chúa vẫn đối diện với những cám dỗ, với những thử thách trong cuộc sống. Nhưng đã nói, xuyên qua bức hại thì con cái của Đức Chúa Trời có một cái nhìn khác với những người bình thường xung quanh, để chúng ta có thể giữ mình, giữ đức tin, và rồi mình sống ở trong sự an toàn bởi bảo đảm của Chúa, giúp cho mình có thể sống đạt đến niềm vui và tràn niềm vui đó đến cho những người xung quanh ngay ở giữa những hoàn cảnh gọi là bất lợi đó. Ở tại đây, sứ đồ Phi-e-rơ đang dùng cho chúng ta một động từ giữ. Lời Chúa cho biết rằng quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho. Cái chữ giữ này nó có nghĩa là bảo vệ. Bảo vệ bằng một sức mạnh vô song. Không có một sức mạnh nào vượt lên trên sức mạnh quyền năng của Chúa bảo vệ cho con người. Chúng ta có niềm hy vọng, chúng ta có một sự bảo đảm ở đời này bằng tổ chức, bằng vật chất, bằng hoàn cảnh. Nhưng mà ở trong Chúa Giêsu thì tôi, quý ông bà, anh chị em được gìn giữ bằng quyền năng tối thượng của Chúa. Cho nên không phải bảo hiểm bảo đảm, không phải bởi công việc bảo đảm, không phải bởi hoàn cảnh vật chất bảo đảm, nhưng chúng ta có một niềm hy vọng ở trong Chúa ngay trong cuộc sống mỗi một ngày. Bởi vì ngoài hai điều chúng ta đã để kể trên, đó là chính Đức Chúa Trời là nền tảng cho chúng ta. Ở đó mình được yêu thương, ở đó mình trải nghiệm rõ ràng sự đắc thắng của Chúa, ở đó mình được quyền năng của Chúa vận hành biến đổi. Và đồng thời chúng ta có một cơ nghiệp, không phải chỉ ở đời này mà cơ nghiệp cả trên cõi đời đời, trong cõi đời đời, được bảo đảm không bao giờ suy tàn, không bao giờ bị mất đi giá trị. Và rồi tiếp tục Chúa bảo đảm cho chúng ta ở trong quyền phép tối thượng của Chúa đó. Chúa bảo đảm rằng không có một người nào đặt lòng hy vọng trông cậy nơi Chúa mà phải bị hổ thẹn. Roma đoạn 10 câu 10 xác định cho chúng ta không một người nào tin cậy Chúa mà lại bị hổ thẹn. Và rồi trong Hebrew đoạn 13 câu 8, ông bà anh chị em có thuộc lòng câu kinh thánh này không? Hebrew 13 câu 8, có ai thuộc lòng không? Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay đến đời đời không hề thay đổi. Và như vậy thì Chúa trong thời kỳ của Phi-e-rơ và Chúa Giêsu của chúng ta ngày hôm nay không hề có sự thay đổi, và chúng ta vẫn tiếp tục nếm trải
nhìn thấy Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng ở trong mọi điều ở trên cả thế giới. Khi con người có những bảo đảm, ông bà anh chị em với tôi sẽ thấy rằng mình sống ở trong tự tin, ở trong hy vọng, ở trong can trường để mình bước tới mà không có cái gì lo âu sợ hãi cả. Cũng trở lại với câu chuyện của bác sĩ Lý Văn Lượng. Khi ông qua đời thì những người bạn bè thân thiết của ông, họ đã làm một bài thơ để diễn tả về niềm hy vọng của bác sĩ Lý Văn Lượng như sau: tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi chỉ là một bác sĩ. Tôi không thể đứng nhìn những virus này làm tổn thương đồng nghiệp của tôi và rất nhiều người vô tội. Mặc dù họ sắp chết, nhưng luôn luôn nhìn vào mắt tôi với niềm hy vọng được sống. Tôi hy vọng rằng sau những cơn thảm họa, người ta học được cách đứng thẳng, không còn để cho những người tử tế phải chịu đau đớn trong vô tận và nỗi buồn bất lực. Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay Mão Triều Thiên của sự công bình đã để dành sẵn cho tôi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta ở trong Chúa, mình được Chúa bảo đảm niềm hy vọng của mình và biết rằng sống ở đây hay chúng ta đi một nơi nào, sống trên đất này hay về nơi Chúa, hết thảy chúng ta đều được bảo đảm một cách chắc chắn, thì sóng gió xảy ra, nó chỉ là những cái giọt nước lăn tăn làm cho chúng ta dao động một chút, nhưng không có nghĩa là nhận chìm cuộc đời của chúng ta ở trong sầu đau thất vọng, mà hết thảy chúng ta có một niềm hy vọng để hướng về Chúa trong ngày mai. Bởi vì tất cả những việc Chúa làm đều đem chúng ta đến gần với Chúa ở trong sự bảo đảm tuyệt đối của ơn cứu rỗi. Ở trong Chúa, ông bà anh chị em, mỗi một ngày dầu giữa trần gian này chúng ta phải bận rộn chi phối bởi cơm ăn áo mặc, nhưng chúng ta là người đang nếm trải sự sống đời đời. Ở trần gian này tôi và quý ông bà anh chị em có thể không có tiền bạc nhiều, nhưng chúng ta là một người thừa hưởng quyền năng nhiệm màu của Chúa bày tỏ trong cuộc đời thường mình mỗi một ngày trong từng phút giây. Và qua đó, niềm hy vọng sống ở trong tôi, trong bà anh chị em luôn tăng trưởng, luôn vận hành, đem chúng ta đến mỗi một ngày mới ở trong niềm vui, ở trong sức sống sung mãn bởi quyền năng chiến thắng tuyệt đối của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cho nên thưa hội thánh, hy vọng sống của người Cơ Đốc không phải do con người tạo nên, không phải do hoàn cảnh xung quanh tạo nên, nhưng đây là một niềm hy vọng sống động bởi chính Đức Thánh Linh từ trên cao vận hành. Đức Chúa Trời sống động ở trong ông bà anh chị em, Giêsu Christ hiện diện trong chúng ta để bảo đảm, để bảo vệ cho những con người đặt lòng tin nơi Chúa, rờ chạm nếm trải trong cuộc sống thực tế mỗi một ngày, từ ở bên ngoài cho đến bên trong, từ bên trong linh hồn đến bên ngoài, hết thảy chúng ta sẽ là một người trải nghiệm trong một năm mới này niềm hy vọng sống trong Chúa như lời của Chúa đã phán ở đây. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ, bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được tái sanh để có một hy vọng sống, và nhờ đức tin chúng ta được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Nguyện điều đó khích lệ ông bà anh chị em đối diện với ngày mai trong một năm mới. Bởi vì tôi đang sống có một nền tảng vững chắc trong Đức Chúa Trời, tôi có một cơ nghiệp không bao giờ suy tàn, không bao giờ mất đi giá trị ở trong chính Chúa. Tôi có một sự bảo đảm, không phải bảo đảm của con người, không phải bảo đảm vật chất, sức khỏe, tiền tài, mà là chính Chúa bảo đảm cho cuộc đời của tôi mỗi ngày. Amen. Con biết ơn Ngài, một năm đã trôi qua. Con cảm ơn Cha
bao thăng trầm cũng qua. Con biết ơn cha về mọi ơn phước trong nay.